Mountain M 2,5 m một vé. Nó có dòng này là mỏ chim mềm nha bác, mỏ chim mềm nha, mỏ chim mềm. Đây là bộ bắp chuối này, bắp chuối. Dòng mà Mountain M này thì nó sử dụng bắp chuối, dòng bắp chuối béo nha, cái củ to nha, dày rất là gấu. Phiên bản nâng cấp của 12 series các bác, giá là 1,4 triệu một bộ nha, 2,5 m một vé. Bộ là bộ bắp chuối này. Bên này các bác sẽ có là bắp chuối mỏ chim này. Mỏ chim thì dòng Mountain M này sẽ sử dụng là mỏ chim mềm nha, mỏ chim bắp chuối. Và có bản mỏ chim nữa nha các bác, mỏ chim bắp chuối và bắp chuối giá 1,4 triệu nha. Đây là dòng dây Mỹ của Monster Mỹ nha các bác. Đặc trưng dòng Monster thì chơi hầu hết các dòng loa, thích hợp các bác nghe những nhạc vàng nhạc cổ, thích hợp chơi loa JB, loa bi, loa nhật cổ rất là hay. Ở phân khúc trên 1 triệu thì đa số các bác đều sử dụng dây Monster. Và trên 1 tí trong video này thì các bác sẽ có dòng dây đến từ Thụy Điển, dây bãi. Em còn là 4 bộ nha, dây bãi. Hiện tại là còn 2 bộ bắp chuối nha. 2 bộ bắp chuối này các bác. Và 1 bộ mỏ chim. Và 1 bộ mỏ chim bắp chuối nha. Đây là dòng dây bãi. Bộ full neck gold nha bác, full neck gold. Sử dụng công nghệ OFC Ultra nha. Ultra. Dòng dây của Thụy Điển nha các bác. Dây bãi những bộ này về còn rất là đẹp nha. Đặc trưng của dòng dây này thì nó có chất dính như Van Hill vậy đó, như là Van Hill các bác. Thì theo thời gian và sử dụng bên nước ngoài thì các bác sẽ thấy nó có sự trầm xuống một tí, nhưng mà nó là hàng bãi xịn nha. Đấy, bãi xịn. Bonegger Gold công nghệ OFC Ultra Audio. Giá là 2,8 triệu một bộ nha các bác. 2,8 triệu một bộ. Dòng này sử dụng đồng nguyên chất sợi mịn nha. Tiếng nó sẽ mềm hơn Monster một tí nha các bác. Đây loại. Đây là bộ bắp chuối mỏ chim này. Còn bộ này là bộ mỏ chim. Đồng giá là 2,8 triệu. Còn hai bộ này là bộ bắp chuối nha. Là dây của Thụy Điển nha các bác, Thụy Điển. Và đây là em còn được hai bộ Transferrin, dây hàng bãi của Mỹ nha các bác. Transferrin rất nổi tiếng thôi. Hai bộ AV. Bác nào lấy thì alo cho em. Nghe hay đấy các bác. Đây. Cái này các bác chùi ra sạch thôi. Dây bãi nha các bác, Transferrin Audio AV. Bộ này lúc trước là 1 triệu nha các bác. Anh em để giá các bác hai lấy, hay là bác lấy hai bộ này luôn để 900 nha. Hậu dòng này về khoảng vài chục bộ, bây giờ hiện tại trong kho nó còn hai bộ này. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Dòng này trong nhiều một chiều quá, dây hàng bãi nha. Đã qua sử dụng các bác. Dòng này thì đa số là nó lưu tồn kho nó bụi bẩn thôi các bác, chứ nó rất là đẹp, còn nguyên hết nha các bác. Transferrin, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây là những dòng dây AV bình dân của hãng nha. Transferrin Audio mã là CL2 UL nghĩa là Mỹ quá. Trong những một chiều cắm thêm mũi tên nha. Em còn hai bộ duy nhất nha, để các bác là 900 một bộ nha. Đây là dây nguồn Monster hàng bãi. Hàng bãi các bác thấy nó dài nhưng mà nó cực kỳ chất lượng nha. Về các bác chỉ việc là dùng dịch mình chùi là tới thôi, không là em trước cái đêm chùi cho các bác sạch sẽ. Đây là mã cái dây nguồn này là bao liên 400 nha các bác. Nó nét dở vậy. Bao liên 400 Singapore nha các bác, Ultra. Đây. Hàng bãi nha các bác. Đây có thể rác này. Theo năm tháng này. Bãi xịn nha. Đấy. Dây dài là 1,5 m nha bác. Giá là 700 một bộ nha. Dây Monster của Mỹ. Hàng bãi xịn, giá 700. Bác nào mình đang sử dụng những thiết bị audio cao cấp mà sử dụng dây nguồn như thế này thì các bác lựa chọn những bộ dây nguồn này về nâng cấp lên. Thì những cái dây nguồn mà theo âm ly thì nó không có ngon đâu các bác. Đây là những dây nguồn mà hãng họ nghiên cứu và sản xuất ra nên nó chuyên dụng hơn, nó có hệ thống chống nhiễu và cao cấp hơn. Còn những cái dây nguồn theo máy á, thì nó chỉ đạt tiêu chuẩn thôi chứ nó không tuyệt đối. Bao liên 400 Singapore nha bác. 1,5 m giá 700 nha. Đấy thì trong video này thì có những sản phẩm đó, các bác nào lấy gì thì alo cho em nha, em chuyển hàng tận nơi. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác alo cho em hai số điện thoại này, cho em tên địa chỉ thì em gửi hàng nha.